Cầu cơ bà chủ vừa phế liệu. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu series video cầu cơ hôm nay là một vụ án xảy ra vào năm 2016 tại một vùng quê nghèo ở tỉnh Bình Định, làm chấn động và hoang mang dư luận. Vụ án bà chủ vừa phế liệu chết bí ẩn với nhiều vết đâm. Thưa quý vị, sau nhiều ngày không thấy bà chủ vừa phế liệu mở cửa để mua bán, nhiều người đã vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện nạn nhân nằm bất động trong nhà, trên người có nhiều vết đâm. Thưa quý vị và các bạn, thì bây giờ mình bắt đầu mình cầu cơ. Thì trước khi cầu cơ thì mình có dời đồ qua bên một bên á. Mình dời đồ qua một bên ha, để mình để bàn cơ ha. Đây là cái công cơ bằng đồng xu nha. Đồng xu này là cái đồng xu bằng đồng nha các bạn. Đồng tiền ngày xưa mình nhặt được ở dưới cái mộ cổ mà nó sập á các bạn. Nó chứa nhiều âm khí thì sẽ rất dễ mà thu hút được các cái linh hồn nha. Bây giờ mình bắt đầu mình đọc thần chú và tiến hành cầu cơ nha. Thì mình xin thưa quý vị và khán giả là mình không đọc thần chú rõ tiếng đâu. Bởi vì có nhiều vị khán giả là không biết là do chơi số nên muốn biết cái câu thần chú cầu cơ của mình. Nên kích tướng nói rằng mình không biết đọc thần chú cầu cơ. Nhưng mà nếu mà không biết đọc thần chú cầu cơ thì thưa các bạn là không thể nào cầu cơ được đâu. Mình đọc lầm thầm thôi, mình không đọc lớn, bởi vì lỡ các em nhỏ mà nghe được câu thần chú cầu cơ và bắt chước thì rất là nguy hiểm nha. Cầu xin linh hồn cô phế liệu, nếu có ở nơi đây thì hãy nhập vào con cơ này cho tôi hỏi vài câu. Con cơ bạn đứng im các bạn. Mình sẽ đọc lại lần thứ hai. Cầu xin linh hồn cô phế liệu, nếu có ở nơi đây thì hãy nhập vào con cơ này cho tôi hỏi vài câu. Con cơ vẫn còn đứng yên các bạn. Sao tự nhiên mình lạnh lưng dữ. Mình có cảm giác rất là lạnh ở phía lưng, xương sống các bạn. Thì mình sẽ tiến hành mình đọc lần thứ ba nha. Cầu xin linh hồn cô phế liệu, nếu có ở nơi đây thì hãy nhập vào con cơ này cho tôi hỏi vài câu. Con cơ nó di chuyển rồi các bạn. Mình sẽ bắt đầu mình hỏi nha. Cho hỏi có phải là linh hồn cô phế liệu bị sát hại ở đây không ạ?
là phải. Cho hỏi cô phế liệu tên gì ạ? Trung, tên là Trung, sao giống tên con trai quá vậy, hay là Trưng? Cho hỏi vì sao cô không siêu thoát đầu thai mà cứ ở nơi đây ạ? Tiền của tôi. Vậy bây giờ cô có cần con giúp đỡ gì không ạ? Ê, ê. Con khờ nó chạy xuống rồi. Oh, goodbye. Ồ, nó thanh rồi các bạn. Chuyện này bảo không cần mình giúp gì sao không? Thưa quý vị và các bạn, mình vừa cầu cơ thì cô phế liệu nói rằng là tiền của tôi, thì theo mình nghĩ là có thể do là lúc bà mất là do cái thằng ăn cướp nó vô nó sát hại bà rồi nó lấy tiền. Thì mình cũng chưa biết là cái số tiền nhiều hay ít, thì để mình về mình tìm hiểu xem là có cách nào để giúp cho cô không nha. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại cái doanh trại quân đội bỏ hoang. Hôm nay mình đến đây để giúp chú bộ đội. Kính lễ mười phương Tam Bảo chứng minh, hôm nay ngày 11 tháng 4 năm 2021, con là chủ kênh Hạt Vlog xin cúng thay cho chị Thoa Anh Bét, cư trú tại Đan Mạch, và chị Trina Trần, cư trú tại Hoa Kỳ. Trân trọng kính mời các chư vị khuất mặt, khuất mày, tỷ lớn người nhỏ, thập loại cô hồn các đảng âm bên ngoài đường ngoài xá, hữu danh vô dị, hữu dị vô danh, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, vân vân, về đây hưởng lộc thực đầy đủ. Phát lòng thành tịnh, thiết lập đạo tràng, bày tiệc cam lỗ, kỳ an gia trạch, kỳ an bổn mạng.
nhờ ơn độ thân sự phước duyên, nguyện xin gia đình hai chị được yên ổn, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, con cháu học hành tinh tiến, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhân sanh phước lạc. Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Tăng, độ cho nhất thiết siêu thanh thượng đài. Nam mô Tát Thả Phát Đa, Nga Đà Phạ Lộ Chỉ Đế, Án Tám Bạc Ra, Tám Bạc Ra Hồng. Nam mô Tát Thả Phát Đa, Nga Đà Phạ Lộ Chỉ Đế, Án Tám Bạc Ra, Tám Bạc Ra Hồng. Trời rất là nắng các bạn, đổ mồ hôi hết luôn. Vì chú bộ đội rất thích hút thuốc nên hôm nay mình sẽ đốt cho chú bộ đội một điếu thuốc nha. Mình đã đốt hương rồi, bây giờ mình lấy chuông đây nha. Tiếng chuông có tác dụng gọi hồn rất là tốt nha các bạn. Các bạn có thấy là cái điếu thuốc chú bộ đội hút rất là nhanh không? Cháy rất là nhanh. Và tàn nó không rớt luôn các bạn. Bây giờ mình bắt đầu mình cầu cơ nha các bạn. Mình niệm chú đây. Cầu xin linh hồn chú bộ đội, nếu có ở nơi đây thì hãy nhập vào con cơ này cho tôi hỏi vài câu. Con cơ vẫn còn đứng yên các bạn. Cầu xin linh hồn chú bộ đội, nếu có ở nơi đây thì hãy nhập vào con cơ này cho tôi hỏi vài câu. Con cơ nhúc nhích rồi kìa. Bây giờ mình bắt đầu mình hỏi nha. Cho hỏi có phải là linh hồn chú bộ đội không? Phải. Cho hỏi vì sao chú vẫn còn ở đây?
mắc ở đây. Chính lý vì mắc ở đây cho nên chú vẫn còn ở đây. Vậy cho hỏi giờ xác của chú ở đây phải không ạ? À? Bị mốc làm đường. Chẳng lẽ xác của ông ở đây bị đào mốc đi làm đường rồi. Vậy sao chú không đi đầu thai siêu thoát ạ? À? Ông trả lời ở đây trực các bạn. Thưa chú, hiện nay chiến tranh đã không còn. Doanh trại này cũng đã chuyển đi nơi khác. Vì vậy chú cũng không cần phải trực nữa đâu. Vâng. Giờ chú có cần con giúp đỡ gì không ạ? À? Đói. Thưa chú, vì nay chiến sự đã tàn và chú cũng không còn ai thân thích nữa. Vậy con xin đưa chú về ngôi chùa Thiên Sanh Thạch Tự nằm ở phía Tây. Ở đó có các sư thầy ngày ngày cúng cơm chay và tụng kinh siêu độ cho chú. Chú có đồng ý không? Đồng ý. Vậy giờ chú có còn muốn nói gì với con nữa không? Cảm ơn. Chú có còn muốn nói với con điều gì, muốn còn con giúp đỡ điều gì nữa không ạ? À? Con cơ nó chạy xuống rồi các bạn. Ông thanh rồi, như vậy là ông nói xong rồi. Như vậy là ông đã đồng ý mình đưa ông về chùa rồi. Bây giờ mình sẽ đốt giấy tiền vàng bạc và quần áo cho ổng nha. Thì bây giờ mình sẽ đem đồ quần áo và giấy tờ vàng bạc mình đốt cho chú bộ đội nha.
Thưa quý vị và các bạn, mình thấy chú bộ đội này rất là tội. Ngày xưa thì đi lính, xong thì mắc ở đây. Rồi sau đó thì cũng còn người thân người thích gì. Rồi cứ ở đây luôn. Rồi vì chú cũng cứ nghĩ rằng chú cũng đang trực, cho nên là không chịu đi siêu thoát. Và hồi chú mất ở đây thì chắc là hồi đó chiến tranh người ta cũng không tạm ở đâu đây. Rồi sau đó thì như bản cầu cơ lúc nãy thì chú nói rằng là chú cái xác, mình có hỏi từ xác của chú, mộ chú có trong đâu đây không, chú nói là bị múc đổ đi làm đường mất các bạn. Bởi vì cái đường ở trước đây có cái đường các bạn, đường lớn, thì khi làm đường người ta múc đất ở trong trong núi này ra, người ta đổ đường á, cho nên là người ta múc luôn cái thi thể của chú đi luôn, bộ hài cốt của chú múc đi luôn, sao người ta không phát hiện ra không biết, hay là phát hiện ra. Thì Mỹ cũng tội cho chú, và nhiều vị khán giả cũng rất là quý mến chú, cho nên cứ kêu mình tới nay cố gắng mà giúp cho chú bộ đội. Bộ hài cốt của chú mất đi luôn, sao người ta không phát hiện ra không biết, hay là phát hiện ra. Thì Mỹ cũng tội cho chú, và nhiều vị khán giả cũng rất là quý mến chú, cho nên cứ kêu mình tới nay cố gắng mà giúp cho chú bộ đội. Thì mình có cúng cho chú một cái áo, thì các bạn cũng biết rồi, áo đây các bạn. Thì chú bộ đội mình quay được nhiều lần, các vị khán giả cũng thấy là chú bộ đội hay mặc cái bộ đồ bon chô. Chiến tranh cũng đã kết thúc rồi, thì cũng vì cái mục đích bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước, bảo vệ sự bình yên, một cái nghĩa vụ rất là cao cả. Họ cũng hy sinh để mà bảo vệ cái điều thiêng liêng ấy. Lúc nãy mình cầu cơ thì chú có nói rằng là đói, do là ở đây lâu quá rồi không ai cúng kiếm gì, cho nên cũng đâu có đi siêu đầu thai siêu thoát được, cũng không còn người thân cúng kiếm, cho nên chú cũng đói. Mình hỏi chú, mình đưa chú về bên chỗ chùa Thiên Sanh Thật Tự, hy vọng rằng ở đó chú sẽ được tu tập và sớm được nên duyên để mà đi siêu thoát. Hy vọng rằng chú sẽ tích được đủ duyên để đi siêu thoát ha. Mình chỉ đốt luôn lá bùa nha các bạn. Các bạn có thể thấy cái lá bùa nó cháy nha.
Thank you.
Bây giờ mình bắt đầu mình hỏi. Đúng 12 giờ đêm đó các bạn, cầu cơ sẽ rất là linh. Cầu xin linh hồn ở dưới giếng, nếu oan khuất điều gì cần tôi giúp đỡ thì hãy nhập vào con cơ này cho tôi hỏi vài câu. Con cơ nhúc nhích rồi kìa. Bây giờ mình bắt đầu mình hỏi nha. Cho tôi hỏi có phải là linh hồn dưới giếng không? Là phải. Cho tôi hỏi là linh hồn họ tên là gì? Nguyễn Thị Hoa cho biết tên là bà Qua. Cho tôi hỏi là bây giờ linh hồn đã được giải thoát khỏi cái giếng này chưa? Rồi các bạn, như vậy là xem như nghi thức của mình thành công. Cho tôi hỏi là dưới giếng có hài cốt của linh hồn dưới đó không? Vậy thì sau khi hưởng lễ lộc no đủ thì linh hồn cô hãy về Thiên Sanh Thạch Tự thuộc hướng Tây. Ở đó có các sư thầy ngày ngày cúng chay và tụng kinh cầu siêu cho cô nha. Bây giờ cô còn muốn nói điều gì với con nữa không? Cảm ơn. Còn muốn nói điều gì nữa không? Im ru các bạn. Vậy thì bây giờ cô hãy về chùa Thiên Sanh Thạch Tự nha.
thân của các bạn đồng ý lên thân rồi. Thì hôm nay mình đến mình sẽ đốt cái áo đó đó, mình sẽ xin phép và mình đốt cái áo đó lần nữa. Bởi vì hôm trước là mình đốt bị thất bại nữa rồi. Mình cầu cơ xong thì linh hồn nó kêu là không, cái là nó không cho, cái là nó lấy cái áo đi. Mình vô tình mình không thấy luôn. Là khi mà người ta chết ấy, mà người nhà không đốt được hết các cái quần áo theo, cho nên là người ta đói lạnh gì đó là người ta quay trở về, người ta lấy áo và người ta giữ, người ta không có cho mình đốt, là lý do vậy. Và cái vấn đề đấy cũng dẫn đến cái vấn đề là người ta quyến luyến cái áo người chết mà lại quyến luyến cái áo thật của người sống như thế này thì rất là khó đi đầu thai. Và cầu cơ lại lần nữa và xin đốt cái áo này cho bằng được thì người ta mới đi đầu thai nha. Thì hôm nay mình sẽ đến đây mình xin đốt cái áo này một lần nữa và mình rước cái vong này vô chùa luôn. Bởi vì lần trước là ôi cái áo rung rinh ghê quá các bạn. Không có gió, có mưa thôi nhưng không có gió mà nó rung rinh kìa. Các bạn thấy cái ngọn cây nó không lung lay không? Thì lần trước mình cầu cơ thì linh hồn nói rằng là chưa đủ duyên, chắc có lẽ là do là chưa tìm được cái hoàn cảnh nào đó nó phù hợp để đầu thai hay sao đó, cho nên là linh hồn đã không đi đầu thai được và ở đây và biến thành ngạ quỷ. Thì mình sẽ tiến hành rước cái linh hồn này vô chùa để tu tập và chờ thời cơ mà đầu thai chuyển thế nha, siêu thoát nha. Ở trong chùa cũng dù sao cũng ấm cúng hơn ở ngoài này, và ở đó có các sư thầy hàng ngày cúng cơm chay và tụng kinh niệm Phật, thì để cho linh hồn nó được nhẹ nhàng và ngộ nhận ra nhiều điều và tu tập làm người ha. Mình bước ra chỗ mấy cái mộ này mình ớn thiệt các bạn thấy không? Trong cái clip mà mình đặt camera hồng ngoại đây thì bữa đó thấy cái con ma nó đi ngõ này nè, nó lại nó rờ cái áo này nè, cho nên mình bước lại đây mình cũng khá hồi hộp. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở cái áo này và mình đem vô trong nha. Mưa ướt hết cái áo các bạn. Mình cũng đem vô đây và mình cúng, mình cầu cơ, mình xin đốt lần nữa nha, để mà rước tâm hồn về chùa nha. Mình sẽ vòng lại một vòng nữa để con quỷ nó khó lấy hơn ha. Để mình xin thử được không nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái bố trí nha, để buổi cầu cơ nha. Thì mình lấy cái áo vô mình treo đó nha. Mình móc kỹ càng ha. Và hôm nay mình đi cúng thì mình để mà trao đổi mình có chuẩn bị một cái áo nha. Áo đây là gấm bà nha. Ha. Gấm bà. À, giấy tiền vàng bạc, bánh cúng ha, nhẹ đèn nhang và cái chuông nữa nha. Và như mọi khi thì mình có chuẩn bị thêm cái bàn cầu cơ nữa nhé. Thì bây giờ mình bắt đầu mình làm lễ đây.
Mình sẽ đặt cái máy quay nó xa xa xíu để mà mình làm lễ nha. Đầu tiên thì mình đốt nhang nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đốt giấy tiền bằng bạc nha các bạn. Mình sẽ đem cái đồ này mình đốt ở đây ha. Nóng quá các bạn ơi, nóng quá. Mình đốt luôn cái áo nha. Đốt cái áo để mà trao đổi á các bạn. Lát nữa mình cầu cơ mình trao đổi. Mình đốt thêm cái áo là để mình kiểu như là mình cuốn cái áo đó các bạn. Có đầy đủ đồ áo quần dép rồi luôn nha. Có cả son dép dây luôn này. Đốt để mà kiểu như thì mình đốt cái áo này á là để mà mình thay thế cái áo kia cho bà nha, để mà mình trao đổi với bà, để mình nói với bà mình xin mình đốt cái áo kia. Thưa quý vị và các bạn, thì theo như cầu cơ lần trước á, thì linh hồn con quỷ này nó chưa đi đầu thai siêu thoát á, là vì chưa tới duyên. Theo dân gian thì khi một người chết đi á, nếu không được siêu thoát siêu sinh vào cõi khác thì thường có hai lý do. Lý do thứ nhất là do họ oan hận nên oán khí của họ tồn tại trên mặt đất nên họ không ở đi siêu thoát được. Thứ hai là có thể khi họ còn sống mang nghiệp nên khi mất đi họ cũng chưa thể siêu thoát mà phải chịu thêm tội tích thêm đức thì mới đủ duyên đi đầu thai. Mà khi họ chưa đi đầu thai thì người ta gọi họ là ngạ quỷ, mà ngạ quỷ thì thường cư trú tại nước Diêm La của họ hoặc là ở dương gian cùng với con người. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành cầu cơ giao tiếp và khuyên nhủ cái linh hồn này để họ đi đúng hướng và
đốt cái chiếc áo này đi để người dân ở đây họ khỏi phải sợ. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cầu cơ nha. Cầu xin linh hồn trắng giữ chiếc áo, hãy nhập vào con cơ này cho tôi hỏi vài câu. Con cơ nó chạy rồi kìa. Chắc là do linh hồn đã quen với con cơ này nên nhập nhanh hơn mọi khi. Bây giờ mình bắt đầu hỏi nha. Cho hỏi có phải là linh hồn nữ trấn giữ chiếc áo này không? Là phải các bạn. Cho hỏi linh hồn tên gì? Là Ngân. Cho hỏi linh hồn quê ở đâu? Cho hỏi linh hồn quê ở đây, sao linh hồn không về nhà mà trú ngụ tại nơi này? Cho hỏi linh hồn hận ai? Không trả lời các bạn. Cho hỏi linh hồn hiện tại bao nhiêu tuổi? Cho hỏi linh hồn mất nay được bao nhiêu năm ạ? Mới có 5 năm, hiện gì cái áo vẫn chưa mục nát. Hôm nay tôi có cúng bánh, nước, giới tiền vàng bạc và đốt quần áo gấm, giày dép cho linh hồn. Linh hồn có nhận được không ạ? Có. Vậy tôi xin đốt chiếc áo treo ở kia của linh hồn xuống đó cho linh hồn luôn nha.
đồng ý. Khi mà đã mất đi rồi thì linh hồn hãy rũ bỏ sân si, hỷ nộ ái ố mà tu tâm, tích phước để sớm đủ duyên đi đầu thai siêu thoát nha. Vậy sau khi tôi đốt chiếc áo này rồi thì tôi xin đưa linh hồn về chùa để tu tập tích đức nghi kinh. Ở đó ngày ngày có người cúng cơm chay thí thực cho linh hồn hưởng nha. Bây giờ linh hồn có muốn mình giúp gì nữa không? Con cơ nó chạy xuống rồi các bạn, nó thanh rồi. Như vậy là bây giờ mình sẽ đốt chiếc áo cho người ta luôn nha. Bây giờ mình lấy cái áo xuống mình đốt đó các bạn ha. Thì hôm nay như vậy là đốt cái áo thành công. Mình cũng không thấy con quỷ nó lấy cái áo đi nữa. Chắc là mình nó đã đồng ý. Thì linh hồn đã đồng ý theo mình về chùa rồi các bạn. Thì những cái này thì mình sẽ đốt đi để cho những người dân ở đây họ không có sợ nữa ha. Có lẽ là mình sẽ chờ cái ấy này nó cháy xong, cái áo này nó cháy xong thì mình sẽ kết thúc video nha. Mình đang chờ xem coi là liệu có cái hiện tượng gì không. Thì tính ra là từ cái lúc mà mình kêu gọi các bạn chia sẻ video like cho đến nay là cũng được gần 3 năm rồi mình không có kêu gọi các bạn ha. Thì hôm nay á, các bạn hãy nhấn like, bình luận, comment á, rồi chia sẻ video ha. Like, comment và chia sẻ video để ủng hộ nha. Chia sẻ lên cái bản tin nữa các bạn. Chia sẻ lên cái nhật ký của mình á, nhật ký của Zalo này, mình hay viết và hay đăng hình ảnh rồi đó, thì bây giờ mình chia sẻ lên đó ha, rồi chia sẻ lên Zalo nha, chia sẻ lên nhật ký Facebook nha, bởi vì để động viên mình có tinh thần mình đi quay nữa, bởi vì nếu mà quay mà ít view quá thì cũng khó khăn cho mình. Nhiều lúc là ít view quá thì mình phải đi tìm cái việc khác mình làm đó các bạn, chứ không là không đủ sống á. Chính vì vậy mà 3 năm nay mình ít làm YouTube, lý do là như vậy đấy. Thì bây giờ mình sẽ hóa vàng nha. Cúng xong rồi thì bây giờ mình tiến hành gọi hồn ha, sử dụng tiếng chuông nha.
tiếng chuông rất là thanh, rất là ngân, có thể gọi được ở xa luôn các bạn, làm cho linh hồn thức tỉnh. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đọc chú, niệm chú để mà khấn vái và cầu cơ nha. Cầu xin linh hồn dưới ngôi mộ hãy ứng linh và nhập vào con cơ này cho tôi hỏi vài câu. Con cơ có vẻ như vẫn còn đứng yên các bạn. Mình chỉ tiến hành niệm chú lần là lần thứ hai nha. Cầu xin linh hồn dưới ngôi mộ này hãy linh ứng và nhập vào con cơ này cho tôi hỏi vài câu. Con cơ này vẫn còn đứng yên các bạn. Có lẽ là họ vẫn chưa chịu nhập ha. Kỳ ta. Cái đồng xu này là đồng xu mà mình nhặt từ cái mộ hoang, mộ cổ ngày xưa đó các bạn, cái mộ mà mình người ta làm cái nón mình vôi đó các bạn, chứ không phải mộ xoa như bây giờ. Nó sập ra và mình lượm được cái đồng xu này. Thì cái đồng xu mình không sử dụng đồng xu bình thường, mà cái đồng xu này ở dưới đó, ở trong cái hòm nó sập ra các bạn. Thì khi mà chết người ta chôn theo á, thì nó có liên quan đến những cái linh hồn, đến người âm, và nó chứa nhiều âm khí, cho nên là nó rất là dễ dẫn dụ được cái linh hồn nhập vào con cơ á. Biết cái vấn đề gì mà linh hồn dưới cái mộ này vẫn chưa chịu nhập vào con cơ này. Thì mình sẽ tiến hành mình niệm chú lần thứ ba nha. Cầu xin linh hồn dưới ngôi mộ này hãy linh ứng và nhập vào con cơ này cho tôi hỏi vài câu. Con cơ nó bắt đầu nhúc nhích rồi kìa. Bây giờ mình bắt đầu mình hỏi nha.
cho hỏi linh hồn có phải là linh hồn nằm dưới ngôi mộ này không? Phải. Cho hỏi linh hồn là nam hay nữ? Cho hỏi linh hồn họ tên là gì? Phạm Thị Hồng. Dạ, cho hỏi cô Hồng mất năm nào? Một, tám, bảy, chín. Ồ, tính ra là nay đã hơn 140 năm hả? Mộ này lâu lắm rồi các bạn. Cho hỏi linh hồn vì sao mất? Mất vì chiến tranh, vì bệnh tật hay là già yếu ạ? Từ vẫn. Ôi trời ơi, sao mà từ vẫn? Cho hỏi linh hồn vì sao từ vẫn ạ? Quỷ.
Ôi trời ơi, quỷ đâu? Ghê dữ. Không có mà. Không thấy mà. Cho hỏi. Ý ý. Mình chưa kịp hỏi mà. Con cô tự chạy kìa. Nó chạy đi đâu vậy trời? Hả? Chạy đi hả? Hồi nãy là quỷ, bây giờ là chạy đi. Ủa dạ, thôi. Mình sẽ kết thúc cái video ở đây nha các bạn. Kết thúc nghi thức. Mình sẽ kết thúc.